Có vị hòa thượng nào làm chủ sinh già bệnh chết không? Suốt cuộc đời của quý vị tu tập hết sức, lần chuỗi cả hột chuỗi bóng lợn, thế mà có ông Phật Di Đà nào cứ thế mà kinh tưởng, thì quý vị thấy không phải thầy bác, mà thầy nói thẳng nói thật để thấy rằng Phật giáo không dạy chúng ta nương tựa vào ai cả mà từ thấp đuốc lên mà đi. Phật Di Đà trong kinh Vô Lượng Quang, trong kinh Di Đà Phật hứa nếu người nào mà niệm 10 tiếng ra mà Đức Phật Di Đà không rước về cõi Cực Lạc thì ta không làm Phật. Thiện nam tín nữ các người, chí thành tưởng Phật niệm 10 tiếng ra, ta không rước ở nước ta thể không làm Phật, chắc đà không sai. Nhưng mà niệm 10 tiếng ra có thấy ông Phật rước mình không? Như vậy ông Phật hứa dỗm rồi này, không thật. Khi người ta niệm 10 tiếng, người ta thành tâm niệm 10 tiếng mà mình hứa với người ta để mình rước về nước Cực Lạc, thì ngay khi 10 tiếng đó phải rước người ta về chứ sao lại để cho người ta sống trong cõi thế gian khổ đau như thế này. Nó thì mấy con thấy lời nói như vậy có đúng không? Như vậy rõ ràng ông Phật Di Đà chắc chưa thành Phật. Bởi vì chúng sanh niệm Phật mà đâu có rước ai đâu. Đó thì mấy con thấy phải suy tư, phải nghĩ. Mình có đầu óc sáng suốt, phải nghĩ cái nào đúng, cái nào sai chứ. Cái nào cũng tin hết, rồi bỏ cả cuộc đời của mình, nhưng cuối cùng được làm gì? Được cái gì đấy? Một người niệm Phật mà tâm tham nó suy hết sao? Làm sao hết được mấy con? Ngay cả tâm tham sân si hàng ngày khởi ham muốn cái này cái kia, thì chúng ta dùng câu tác ý để ly dục ly ác thôi. Nhưng câu tác ý đó lại là một cái chân lý của đạo Phật: tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Như vậy là chúng ta ly dục ly ác pháp để chúng ta hoàn toàn không còn tham sân si. Mà người không còn tham sân si thì ngay thế gian này là Cực Lạc. Có phải không? Mấy con thấy nè, tâm bất động, thanh tạng, an lạc, vô sự thì giải thoát hoàn toàn. Thì thế gian này là chúng ta đang sống là Cực Lạc chứ. Cực Lạc có nghĩa là rất vui. Nhưng ở đây chúng ta không phải là cái kiểu rất vui là lúc nào cũng cười. Phải thanh thản, an lạc, vô sự. Đó là cái câu rất tuyệt vời mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Cho nên hôm nay được nghe lời Thầy dạy, phải tự cứu mình. Có một số người đã được nghe Thầy dạy, hôm nay đã trở thành những người thiên cổ rồi. Mà nghe thì nghe, nhưng không làm chủ sanh già bệnh chết thì phải tiếp tục tái sanh luân hồi. Làm sao tránh khỏi được? Còn khi mình làm chủ rồi, muốn chết hồi nào chết, làm sao mà tương ưng mà tái sinh luân hồi được? Cũng như từ lâu người ta nghĩ rằng con người có linh hồn, nhưng mà cuốn sách thầy đã dạy, thầy viết tập sách, thầy nói không có linh hồn, làm đảo lộn thiên hạ hết. Các con thấy không? Tại vì người ta không hiểu linh hồn ra như thế nào. Rồi người ta cứ tưởng tượng nó ra linh hồn, chứ thật linh hồn là cái gì? Đức Phật nói trong thân chúng ta là thân ngũ quẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Khi thân này hoại diệt thì năm quẩn hoại diệt không còn. Lời ông Phật dạy rõ ràng mà. Vậy mà người ta tin rằng thân này có linh hồn.
Trước thời Đức Phật, Bà La Môn ngoại đạo đã xây dựng 33 cõi trời. Khi Đức Phật tu chứng, Ngài nói 33 cõi trời là tưởng tri chứ không phải liễu tri. Thế giới tưởng của mấy người tưởng tượng ra, có đâu. Ông Phật quá mạnh, đập thẳng ta. Cho nên những lời gốc Phật dạy, bốn tập sách này, người nào nói thầy sai, tức là nói ông Phật Thích Ca sai. Thầy đâu dạy hoài lời của Phật Thích Ca. Những điều mà thầy biết, thầy thấy, mà chính bản thân thầy, thầy chưa nói ra cho ai biết hết. Còn cái mà thầy nói là của Phật Thích Ca nói. Cho nên mấy con thấy, bây giờ người nào nói thầy sai, là người đó nói ông Phật Thích Ca sai. Còn cái mà thầy biết, thầy tu, thầy biết như thế nào, thầy chưa bao giờ nói ra. Thầy biết rằng thầy, bây giờ trong cái thời của thầy, thầy có nói ra, thì mấy con nói thế này thế khác, thầy nói vậy có. Nhưng mà không ngờ rằng thầy không có thiếu trí tuệ như vậy đâu. Cho nên những lời gốc Phật dạy là vì ông Phật dạy như vậy, thầy lấy những lời gốc đó mà thầy chỉ thẳng rằng những lời mà Đức trong Kinh Đại Thừa sai là Phật không dạy như vậy. Thì rõ ràng là thầy đã chỉ thẳng rồi. Thì mấy con thấy quá cụ thể rõ ràng. Cái sai của Phật giáo phải dạch ra cho người ta biết chứ. Có người nói với thầy như thế này, thầy cứ dạy cái đúng của thầy đi, đừng nói cái sai của người ta. Thầy không nói thì ai biết cái sai. Cũng như một người thấy mình lầm lỗi, cái người mà chỉ cho chúng ta biết cái lỗi của mình là cái người ơn của chúng ta. Trái lại chúng ta vì bản ngã cho người chỉ lỗi mình đó, là cái người đó xấu. Đó là sai.